Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 107. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó, tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, không tìm thành ở được. Họ bị đói khát, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, dẫn họ theo đường ngay thẳng, đặng đi đến một thành ở được. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc, bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh dễ sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống. Họ vấp ngã không ai giúp đỡ. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài đã phá cửa đồng và gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và sự gian ác mình. Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn. Họ đến gần cửa sự chết. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Nguyện chúng nói dân của lễ thù ân, lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài. Có người đi xuống tàu trong biển và làm việc nơi nước cả. Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài biểu, bèn có trận gió bão nổi các lượng sóng lên, đưa cao đến các tầng trời rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ, họ choáng váng xiêu tó như một người say, sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng, Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự, và ngợi khen Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng lão. Ngài đổi sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô, và đất màu mỡ ra đất mặn vì có sự gian ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, đất khô ra những suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó và xây lập thành đặng ở. Họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho sinh bông trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ, đến đổi họ sinh sản nhiều thêm. Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng vì sự hà hiếp, sự gian nan và sự buồn rầu. Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ, còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều này và suy gẫm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Chương 8. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng
họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông kỵ của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em. Vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thế ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người ấy đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy, vì chúng tôi tìm tòi điều lành chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy, nói về Tít thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em, còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy anh em ở trước mặt các hội thánh hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình ra và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Chương 7. Khi vua đã ngự trong cung mình và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: Hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng. Na-than thưa cùng vua rằng: Hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng: Hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người há sẽ xây cho ta một cái đền để ta ngự tại đó sao? Ngươi biết, từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hằng đi đó đây dưới trại và nhà tạm. Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Israel, ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong các chi phái Israel là kẻ ta dặn chăn dân sự ta sao? Ta há có phán cùng chúng nó rằng: Cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương? Vậy bây giờ ngươi hãy nói cùng David kẻ tôi tớ ta như vậy: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Israel của ta. Ta đã ở cùng ngươi
trong mọi công việc ngươi làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian. Ta đã sắm sẵn một chỗ cho dân Israel ta, làm cho nó châm rễ tại đó, và nó sẽ ở nơi mình, chẳng còn bị quấy rối nữa. Các con loài ác sẽ chẳng hà hiếp nó nữa như ngày xưa, tức là như lúc ta lập quan xét trị dân Israel ta. Ta đã giải cứu ngươi khỏi các thù nghịch ngươi mà ban bình an cho ngươi. Rốt lại, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sinh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Saul, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Na-thang đến thuật lại cho David mọi lời này và sự mặc thị này. Vua David bèn đi đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì mà Chúa đã đem tôi đến nơi này? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều đó Chúa há còn cho là nhỏ mọn sao, nên Chúa lại nói về nhà của tôi tới Chúa trong buổi lâu về sau? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều này há theo cách thường của loài người sao? David còn nói thêm được lời chi nữa: Ôi Chúa Giê-hô-va, Chúa biết kẻ tôi tới Chúa. Ấy vì lời Chúa và tùy theo lòng Ngài mà Chúa đã làm những việc lớn này và tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài, và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài, như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Chớ thì, trên khắp thế gian, có dân tộc nào giống như dân của Chúa là Israel, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đặng làm dân của Ngài, hầu cho Chúa được danh lớn, nên Chúa nhân vì chúng tôi, nhân vì sứ của Ngài, mà làm việc lớn lao đáng sợ này. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ai Cập, đặng nó thuộc riêng về Ngài. Vì Chúa đã lập dân Israel làm dân của Chúa đời đời. Còn Chúa, ôi Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời của dân đó. Vậy bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy làm cho vững chắc đến đời đời những lời Chúa đã phán về kẻ tôi tới Chúa và về nhà nó, cùng làm y như Chúa đã phán vậy. Nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi, và người ta nói rằng Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện nhà David là kẻ tôi tớ Chúa được vững bền trước mặt Chúa. Vả lại, hỡi Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, chính Chúa đã phán lời hứa này cùng kẻ tôi tớ Chúa rằng ta sẽ dựng nhà cho ngươi. Bởi cớ đó, kẻ tôi tới Chúa nói dạng gì mà cầu xin Chúa mấy lời này? Vậy bây giờ, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời, và các lời của Ngài là chân thật. Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tới Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vậy xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tới Chúa, để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời. Vì hỡi Chúa Giê-hô-va, ấy là Chúa đã phán, nguyện nhà cái tôi tớ Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. Chương 8. Sau điều đó, David đánh bại dân Philistin, bắt phục chúng nó và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó. Người cũng đánh dân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo, đo 2 giây để giết, rồi đo 1 giây để sống. Như vậy, dân Moab phải phục David và đóng thuế cho người. David cũng đánh Hadadeser, con trai của Rehob, vua Soba, đang khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trên sông Euphrates.
David bắt của người 1.700 lính kỵ và 20.000 lính bộ, cắt nhượng ngựa của các xe, chỉ để dành cho chúng nó 100 cỗ xe mà thôi. Dân Syri ở Damascus đến tiếp trợ Hadadeser vua Soba. David bèn giết chúng nó 22.000 người. Kế đó, người lập đồn trong Damascus xứ Syri. Dân Syri phục dịch David và nộp thuế. Hễ nơi nào David đi đến thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng. David lấy những thuẫn bằng vàng của các đầy tớ Hadadeser mang mà gửi đến Jerusalem. Ở Bê-tách và Berotoi, hai thành của Hadadeser, vua cũng đoạt lấy đồng rất nhiều. Thôi, vua Hamát hay rằng vua David đánh bại cả đạo binh của Hadadeser, bèn sai Joram, con trai mình, đến vua David đặng chào mừng và tặng khen người đã đánh bại Hadadeser, vì Hadadeser hằng đánh giặc cùng Thôi. Joram đem dâng những chậu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Vua David cũng biệt các món này riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, y như người đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng của các dân tộc mà người đã bắt phục, tức là dân Syri, dân Moab, dân Ammon, dân Philistine và dân Amalek. Người cũng làm như vậy về của giặc, lấy nơi Hadadeser, con trai của Rehob, vua xứ Soba. Sau khi thắng dân Syri trở về, David lại nổi danh tiếng vì đánh giết 1.800.000 dân Edom trong trũng muối. Người lập đồn trong khắp xứ Edom và cả xứ Edom phải phục David. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho David được thắng khắp nơi nào người đi đến. David làm vua trên cả Israel, cai trị cả dân sự mình cách ngay thẳng và công bình. Joab, con trai Seruya làm quan tổng binh, Josaphat, con trai Ahilud làm quan thái sử, Sadoc, con trai Ahitub và Ahimelech, con trai Abiatha làm thầy tế lễ và Seraya làm ký lục, Benaya, con trai Jehoiada làm quan trưởng dân Kerethit và dân Phelethit, còn các con trai David làm tể tướng vua. Chương 9. Bây giờ David nói rằng: có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. Vả, có một tôi tớ của nhà Saul tên là Siba. Người ta gọi nó đến cùng David. Vua hỏi: ngươi là Siba chăng? Người thưa: phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. Vua tiếp rằng: chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Siba thưa cùng vua rằng: còn một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Vua hỏi rằng: người ở đâu? Siba thưa rằng: người ở trong nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba. Vua David bèn sai tới nhà Maki, con trai Amien tại Lodeba mà đòi người đến. Khi Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu Saul, đã đến bên David, thì sấp mình xuống đất và lại. David nói: ớ Mephibosheth, người thưa, có tôi tớ vua đây. David nói cùng người rằng: chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan cha ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Mephibosheth bèn lại mà nói rằng: kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây? Vua bèn gọi Siba, tôi tớ của Saul, mà nói rằng: ta đã ban cho con trai chủ ngươi mọi tài sản thuộc về Saul và nhà người. Vậy ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải cày đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất sinh sản hầu cho con trai chủ ngươi có bánh ăn. Mephibosheth, con trai chủ ngươi, sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Vả, Siba có 15 con trai và 20 tôi tớ. Siba thưa cùng vua rằng: kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn David như một con trai của vua vậy.
Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mika, và hết thảy những người ở trong nhà Sipba đều là tôi tớ của Mephibosheth. Mephibosheth ở tại Jerusalem bởi vì người ăn luôn chung bàn của vua, người bị què hai chân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.